Phẩm này tên là phẩm không tướng. Chữ không tướng ở đây để chỉ cho phòng tất cả các cái pháp nó không có cái tính cách cố định của nó, mà không có tính cách cố định cho nên nó không có cái tướng cố định. Vì vậy mà nói là không tướng, chứ không phải không tướng là không trên, không ngơ. Đầu tiên là Ngài Thiện Hiện thưa Phật, hỏi về cái chư Bồ Tát, các ngài tu Bát Nhã không thối chuyển, thành tựu các công đức quảng đại viên mãn. Mà Phật đã kể cái công đức của những vị Bồ Tát đó một thời gian rất là lâu xa cũng không hết. Như vậy thì do cái lý do gì, hay là do cái nghĩa xứ nào mà các vị Bồ Tát tương Bát Nhã thâu thẩm như vậy, mà các vị Bồ Tát an trụ trong đó tu các cái công đức được viên mãn, là do cái nghĩa xứ nào, hay là vì cái nghĩa xứ nào tương ứng với Bát Nhã khiến cho Bồ Tát an trụ tu các công đức được viên mãn. Chữ nghĩa xứ là thứ là chỗ, nghĩa là nghĩa thú, tức là do cái chỗ nương tựa của cái nghĩa thú nào đó thích hợp với Bát Nhã thì khiến cho Bồ Tát an trụ trong đó mà tu hành được viên mãn các công đức. Đó là cái câu hỏi của Ngài Thiện Hiện. Nếu mình đặt đơn giản hơn thì hỏi rằng Phật nói chư Bồ Tát tu bất thối chuyển đối với Bát Nhã thì có cái nghĩa thú, nghĩa xứ nào để giúp cho các ngài tương ưng như Bát Nhã tu đến chỗ viên mãn công đức. Đó là cái câu hỏi, hỏi về cái nghĩa xứ, tức là cái chỗ mà cái nghĩa thú nương tựa đó để cho hạnh Bồ Tát tu hành được viên mãn, và cái nghĩa thú đó nó thích hợp với Bát Nhã. Thì khi hỏi về cái nghĩa xứ đó thì Đức Phật mới bảo Ngài Thiện Hiện là rất là hay, lời ông hỏi đúng. Giờ Phật chỉ cái nghĩa xứ đó, tức là nghĩa xứ tương ưng Bát Nhã Ba La Đa, nghĩa là không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, không có, tịch tịnh, lìa nhiễm, niết bàn. Đó là cái nghĩa xứ tương ưng với Bát Nhã. Bồ Tát an trụ ở đó mà chống chứng viên mãn cái đạo quả. Ở đây một mạch những chữ nghĩa là không, đó là chữ không, rồi vô tướng, rồi vô nguyện. Như hồi nãy đã nói, cái trọng tâm từ cái chữ không này mà ra. Bởi vì Bồ Tát do dùng cái trí tuệ Bát Nhã quán chiếu, thấy tất cả pháp nó không có tự tính, tức là không có tính cách cố định sẵn có của nó. Bởi không có cái cố định, bởi vì vậy mà nói nó là không. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn sự vật ở trên bàn, như là đây là đồng hồ, đây là cái viết, thì mình nói đây đồng hồ, nói đây cái viết, thì nói đó là có tính cách cố định hay là không cố định? Cố định hay không? Có cố định không? Nếu không cố định thì không gọi là đồng hồ, không gọi là cây viết, phải không? Người nói là cây viết là xác nhận nó là cây viết, không đổi thay được. Nói là cái đồng hồ là xác nhận cái đồng hồ, không đổi thay được. Thì cái đó là nói trên theo cái
giả tướng giả dụng của nó, phải không? Còn nếu nó bản chất cái đồng hồ thì biết bản chất đồng hồ là cái tướng duyên hợp, không có cái tính chất cố định. À, bởi không có tính chất cố định cho nên nhìn về cái lý đó đó thì đồng hồ không phải đồng hồ, phải không? Vì nó không có cố định là sao nói nó hẳn là đồng hồ. Cái viết không phải là cái viết vì không có cố định. Bởi không cố định cho nên không lập được một pháp nào hết. Còn nếu lập pháp là có cố định rồi. Nhớ như vậy đó. Ngay khi nào đã lập một pháp là cố định. Bây giờ thầy nói cách đơn giản, hơi dễ hiểu một chút. Ví dụ như một đứa kêu là quyền lạc, một đứa thì kêu là hạnh nhu, thì như vậy nếu nói là quyền lạc, nói là hạnh nhu á, là căn cứ trên cái gì mà nói? Là trên cái giả danh giả tướng, phải không? Giả danh giả tướng mà nói, chứ thực nếu nhìn như con mắt trí tuệ bát nhã thì quyền lạc cũng tứ đại hòa hợp, hạnh nhu cũng là tứ đại hòa hợp, phải không? Nghĩa là mỗi đứa đều do tứ đại hoặc là ngũ quẩn hòa hợp, chứ nó không có cái cố định là quyền lạc, cố định là hạnh nhu. Cái tên quyền lạc, tên hạnh nhu mới được gá vào một thời gian gần đây thôi, phải không? Chứ bản chất nó không có cái đó, phải không? Như vậy thì nói là quyền lạc khác với hạnh nhu, hạnh nhu khác với quyền lạc, đó là đức duyên giả danh giả tướng mà nói, phải không? À, đó, như vậy thì khi mình xác nhận các pháp nó có cái tánh chất riêng tư, từng phần từng cái là đứng về cái mặt giả danh tướng, còn nhìn thấu về cái bản chất đó, thì nó không có cái tướng cố định, mà không tướng cố định thì nó có gì được, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên nói rằng bát nhã là dùng trí tuệ nhìn thấu cái bản chất của các pháp. Bởi nhìn thấu tất cả bản chất của các pháp cho nên biết các pháp là từ duyên hợp, không có tính cách cố định. Mà không cố định cho nên nói là không tướng, không có cái tướng định. Còn nếu trên giả tướng thì nó hạnh nhu cao là quyền lạc cao, hoặc là đứa này lớn đứa kia nhỏ chẳng hạn, đó là giả tướng. Chứ còn nếu mà nói thẳng bản chất thì đó, đứa nào cũng là duyên hợp, hoặc là tứ đại, hoặc là ngũ quẩn, nó tùy theo cái nhìn, tùy theo cái chỗ nói thì đều là bản chất nó giống hệt nhau, phải không? Cái bản chất duyên hợp hai đứa nó giống hệt nhau không? Giống hệt, mà giống hệt cho nên nó không có cái duyên tư, phải không? Còn nói tới cái viên tư là nói tới cái giả danh giả tướng, hiểu cho thật kỹ thì mới thấy, mới biết bát nhã. Nói chữ không ở đây là không như vậy đó, thì không là nhìn thấu cái chỗ duyên hợp không cố định đó, không có tướng cố định, cho nên nó là không tướng, là không, mà đã là không tức là không có tướng. Như vậy thì hai chữ không, hai cái danh từ không và vô tướng đó, nó đi gần với nhau. Nếu thấy nó là không cố định thì biết nó là không có tướng. À, hai cái nó đi theo nhau. Thì như vậy không và vô tướng là trong cả người và Phật, mà đây nói là nói chung. Còn tới vô tác vô nguyện là nói sao? Tại sao mà trong bát nhã nói không có tác, không có nguyện? Đứa nào nói rõ được cái câu lý do tại sao nói vô tác, tại sao nói vô nguyện, vì gì? Chỉ một chút nữa mà nó không trúng, dở quá rồi. Vì cái gì? Vì tác giả không, phải không? Vì tác giả không cho nên cái nguyện là mong ước. Tác giả đã không thì mong ước có không? Mà tác giả đã không thì cái động tác có không? Đó. Bởi vì nhìn cho thấu đáo thì tác giả là duyên hợp,
mà tác giả duyên hợp, cho nên tác giả không cố định, không cố định cho nên nó tác giả là không. Tác giả là không thì làm sao có nguyện, có tác. À, vì vậy cho nên nguyện tác cũng là không. Mà nếu nguyện tác đã là không thì sanh có không, diệt có không? Đó, cho nên nói không sanh không diệt. Mà nếu không sanh không diệt thì cái đó là thiệt có hay là không thiệt có? Nếu không không sanh không diệt cái đó thì có được không? Phải không? Đó là cái này có sanh thì mới nó có. Còn nếu không sanh thì làm sao nó có được? Phải không? Vì vậy nó không có. Mà đã không có thì cái đó nó yên lặng hay là nó xao xuyến? À, nó yên lặng cho nên nó làm tịch tỉnh. Mà cái chỗ yên lặng đó nó có nhiễm ô không? Nó không có nhiễm ô cho nên nó lìa nhiễm. Mà nó không còn nhiễm ô, không còn sanh diệt, cho nên nó là niết bàn. À, thì như vậy nó đi từ thứ tự không vô tướng vô nguyện vô tác đến cái chỗ cứu kính là niết bàn. À, như vậy thì tất cả chúng ta hiểu lý bát nhã chỉ cho mình thấy tất cả pháp không có cái tướng sẵn có và cố định. Bởi không có sẵn có cố định cho nên nói nó là không. Mà từ không đó cho nên rồi mọi cái khác nó cũng theo đó mà không có thực. Bởi không có thực cho nên không có nhiễm ô. Mình nói cái này, bây giờ thầy hỏi tụi con, nếu ai nói trái lỗ tai mình giận á, khi mình giận á thì cái lời nói đó mình nói thiệt hay giả? À, nếu mình nói lời đó giả chắc mình không giận. Phải không? Mình giận được là mình nhớ đó là nó thiệt. Mấy người này thiệt tình nói tôi nè, phải không? Bởi nghĩ thiệt cho nên mới giận. Thì như vậy bây giờ nó không có một cái thiệt thì còn gì nhiễm, phải không? Thì tự nhiên là không nhiễm. Mà nếu tâm không nhiễm thì tất nhiên là giải thoát, là niết bàn. Như vậy thì cái bát nhã đưa mình tu tới đâu? À, vì vậy mà nói ngay nơi trong cái sanh tử mà thấy được cái vô sanh là niết bàn. Nhìn thấy rõ tất cả pháp không có một pháp nào sẵn có và cố định hết. Bởi không sẵn có, không cố định cho nên không có một pháp thiệt. Bởi không có một pháp thiệt cho nên không chấp sanh, không chấp diệt, không chấp gì hết. Bởi không chấp cho nên nó lìa ngoại cái nhiễm ô trói buộc, lìa ngoại nhiễm ô trói buộc cho nên nó thanh tịnh niết bàn. Như vậy thì ai ứng dụng bát nhã thì sẽ có cái hiệu nghiệm sao? Ngay trong đời này là giải thoát. Còn ai mà than rằng tôi bị phiền não này, bị phiền não kia, bị phiền não nọ đó, là người đó có tu bát nhã hay không? Người đó nếu có thì có nói dốc gì bát nhã, chứ thực tình chưa tu gì bát nhã, phải không? Nói dốc nó ngoài miệng thôi chứ trong bụng chưa có. Bởi vì thấy cái gì cũng thiệt cho nên mới thấy có buồn có giận đó. Mà có buồn có giận thì tức là cái kẻ đó là cái kẻ chấp cái gì cũng thiệt bon, phải không? Đó, nếu không thiệt thì giận chứ. Bây giờ tụi con thử khi nào ai làm gì mà tụi con biết cái đó không thiệt thì tụi con không giận. Mà không giận mà cũng không mừng nữa, thấy không? Biết không thiệt thì không mừng. Ví dụ bây giờ có ai gói một cái gói quà thật là đẹp, nghe không? Đang cho tụi con. À, khi đang cho tụi con rồi cái tụi con mở cái gói ra thấy cái món đồ giả, tụi con biết đồ giả thì lúc đó tụi con mừng không? Vô cái giá ngoài đẹp mà biết ở trong giả cũng không mừng, phải không? Thì như vậy phàm cái gì nói là giả là không mừng, mà không mừng thì cũng không giận nữa, phải không? Còn ai mà thấy cái gì là thiệt thì có giận, có mừng, có buồn, có ghét đủ thứ. Hiểu vậy đó rồi thì tụi con đánh giá chị em dễ ợt à. Đứa nào tu nhiều, đứa nào tu ít, qua cái đó biết liền, phải không? Đứa nào mà hớ một chút cái thì phiền não, hớ một chút thì giận hờn, thì biết là đứa đó nó là bát nhã ngoài môi ngoài da chứ nó không có thấm ở trong tâm trí, phải không? Còn ai mà giàu cho nói những cái câu mà như nghe muốn tét màng tai mà cũng vẫn cười đó, thì đó là bát nhã gần tới xương tủy rồi đó. Hiểu vậy đó. Thì đó là cái giá trị tu nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải giá trị tu nói ở ngoài miệng. Hiểu vậy thì tụi con mới thấy
Phật dạy cho chúng ta cái trí tuệ bát nhã để cho chúng ta gạt bỏ mọi cái chấp sai lầm mê muội của muôn đời muôn thuở. Tại vì muôn đời muôn thuở ai có mặt trên thấy mình là thiệt, phải không? Bây giờ tụi con ra ngoài thế gian hỏi có ai nói cái này giả đâu, phải không? Chỉ có Phật dạy nói nó giả thôi à. Rồi cái này thiệt thì tất cả cái chung quanh cũng thiệt luôn. Bởi vậy cho nên rồi họ mới giành hơn, giành thua, chấp phải, chấp quấy. Còn mình ở đây mình biết rõ bản thân mình không thiệt, rồi bản thân những người chung quanh mình cũng không thiệt. Đó là nhân vô ngã. Rồi bản thân các pháp cũng không thiệt, đó là pháp vô ngã. Mà nhân pháp vô ngã là do thấy tất cả không có cái cố định. Từ thấy không cố định cho nên nó đi tới vô ngã. À, hiểu vậy rồi mới thấy bát nhã giúp cho chúng ta phá tan được cái chấp ngã và chấp pháp. Mà nếu ai phá được cái chấp ngã chấp pháp thì người đó ở hạng nào, cỡ nào, đi tới tầm dốc nào? Thường thường nó thanh văn là được nhân vô ngã, mà Bồ Tát thì cả nhân vô ngã và pháp vô ngã. Đó, như vậy mới thấy bát nhã là đại thừa ngay chỗ đó đó. Nghĩa là phá cái chấp cả nhân và cái chấp cả pháp, nhân pháp đều phá sạch. Như vậy mới thấy cái ý nghĩa của đoạn này. Rồi tiếp theo để tới cái kế đó thì cái câu hỏi của Ngài Thiện Hiện, Ngài mới hỏi rằng như vậy thì chỉ có không vô tướng vô nguyện đó là cái nghĩa xứ tương ưng bát nhã, hay là tất cả pháp khác cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã? À, nghĩa là chỉ hạn cuộc ở trong mấy cái chữ Phật dùng ở trên là không, là vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, không có, tịch tịnh, lìa nhiễm, nhất bàn. Đó là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã, hay tất cả pháp trên thế gian này đều tương ưng với bát nhã? Thì ở đây Phật mới chỉ tất cả pháp khác cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã ba la mật đa. À, như vậy không riêng gì những cái pháp kể trên mà tất cả pháp khác cũng là tương ưng với nghĩa xứ tương cũng là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã. Thì tại sao? Thì đây Phật mới giải thích sắc thọ tưởng hành thức là cái nghĩa xứ tương ứng với bát nhã. Nói tất cả pháp là sao? Đây chỉ nói có năm thứ thôi: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Chỉ có nói năm thứ đó là tương ứng bát nhã mà không nói tất cả pháp khác. Như những bài học trước tụi con thấy năm quẩn là cái gì thế gian? Khi nói tới thế gian thì Phật chỉ nói năm quẩn thôi. Năm quẩn là thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì năm quẩn là con người, phải không? Năm quẩn là con người. Mà nếu mình thấy được năm quẩn cho thấu đáo là thấy được con người. Mà thấy được con người tức là thấy cả thế gian. Vì con người là cái trụ cột của thế gian, phải không? Như vậy cho nên nói năm quẩn tức là nói thế gian. Mà nếu biết năm quẩn là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã thì tất cả pháp thế gian cũng là tương ưng với bát nhã. Đó là Đức Phật trả lời gọn. Bây giờ Ngài mới giải rộng thêm. Tại sao mà nói rằng năm quẩn cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã? Thì Phật cũng nói như chân như thậm thâm nên sắc cũng thậm thâm, như chân như thậm thâm nên thọ tưởng hành thức cũng thậm thâm. Mấy câu đã dễ hiểu không? Như chân như thậm thâm nên sắc cũng thậm thâm. Đó là đứng về mặt chân như thì chân như nó là thậm thâm, tức là sâu xa. Mà cuối cùng của sắc quẩn, nếu thấy theo cái lý không tự tính là thấy tới gì? Nếu thấy sắc
không có tự tính thì đó gọi là sắc không, phải không? Mà sắc không thì tới cuối cùng của sắc không là tịch tịnh, là niết bàn. Tịch tịnh niết bàn có phải chân như chưa? Đó là chân như. Bởi vậy cho nên cái chân như đó nó sâu xa thì cái sắc quẩn cũng phải là sâu xa. À, thì cái chân như của sắc quẩn sâu xa thì sắc quẩn cũng sâu xa, rồi cái chân như của năm quẩn sâu xa thì năm quẩn cũng sâu xa. Đó là đứng về cái mặt thì từ chân như mà nhìn ra năm quẩn. Rồi bây giờ tới cái mặt thứ hai, như sắc chân như thẩm thâm nên sắc cũng thẩm thâm, như thọ tưởng hành thức chân như thẩm thâm nên thọ tưởng hành thức cũng thẩm thâm. À, ở trên định là như chân như, bây giờ như sắc, như thọ tưởng hành thức chân như thì sắc thọ tưởng hành thức cũng thẩm thâm. Đó để biết rằng không phải chỉ một pháp nào mà mình thấy tột cùng nó đi tới chân như, mà tất cả pháp đều thấy tột cùng đều tới chân như hết. Tại sao vậy? Bây giờ căn cứ từng người từng vật để mà xét. Nếu căn cứ trên người thì người là từ ngũ quẩn mà sinh, phải không? Người là do năm quẩn sinh, mà năm quẩn thì nó không cố định. Mà năm quẩn nó không cố định thì người có cố định được không? Mà người không cố định thì người gọi đó là ngã được không? Như vậy thì người không ngã. Người không ngã thì sự vật ở ngoài do tứ đại hòa hợp, thì tứ đại hòa hợp cho nên sự vật cũng không cố định. Mà sự vật không cố định thì sự vật có ngã không? Như vậy thì ngã, nhân không ngã, pháp không ngã. Mà thấy nhân không ngã, pháp không ngã đó là thấy chân như. Vì vậy mà nghĩa là nhân và pháp đều sẵn có chân như. Bởi vậy cho nên nhân pháp sẵn có chân như, thì chân như là sâu xa thì nhân pháp cũng là sâu xa, không có cái nào khác. Đó, như vậy cho nên biết rằng nghĩa xứ tương ưng bát nhã là tất cả pháp chứ không phải một pháp, mà cái nghĩa xứ đó là chỉ cho mọi điều mọi vật đi tới cái chỗ cứu kính không vô tướng như vậy đó, thì đó là mới gọi là cái nghĩa xứ tương ưng bát nhã. Đọc tiếp chưa? Đoạn này nói về cái gì đây? Trước là ngày Thiện Thiện ngày xưa thì nói rằng Thế Tôn phương tiện rất đặc biệt vi diệu ngăn dẹp các cái sắc hiển bài niết bàn, ngăn dẹp cái thọ tưởng hành thức hiển bài niết bàn. Đó, như vậy tụi con mới thấy ngăn dẹp các cái sắc hiển bài niết bàn, ngăn dẹp thọ tưởng hành thức hiển bài niết bàn, nghĩa là làm sao? Thật làm sao mà gọi là ngăn dẹp năm quẩn để hiển bài niết bàn? Làm sao biết không? Học rồi mà không biết, dở. Bây giờ thầy nói đây không, cái đồng hồ không cố định là cái đồng hồ, cây viết không cố định là cây viết, là thầy ngăn dẹp cái đồng hồ, ngăn dẹp cây viết, phải không? Rồi khi ngăn dẹp cái đồng hồ, ngăn dẹp cây viết đó để nói là cái gì? Nói cái tánh không cố định của đồng hồ, của cây viết, phải không? Đó thì ngay nên năm quẩn, mà để chỉ năm quẩn không có cái tính cố định của nó, đó. Cho nên nói nó là không. Rồi năm quẩn đã là không, đó là mình ngăn dẹp năm quẩn, không cho người ta chấp năm quẩn, mà để chỉ cho cái nền tảng hay là cái gốc của niết bàn. Đó, vì không vô tướng người tới niết bàn. Như vậy đó là ngăn dẹp năm quẩn để chỉ bài niết bàn. Nhớ như vậy đó, là chỉ bài niết bàn là khi nào không còn chấp tướng thiệt của năm quẩn. Năm quẩn không có tướng thiệt thì biết
tận năm uẩn là không thiệt. Không thiệt cho nên năm uẩn nó không có tướng, năm uẩn nó là không có thật sanh, thật diệt vân vân, đi tới niết bàn. Đó là ngăn dẹp năm uẩn để chỉ bài niết bàn. Nhớ cho rõ vậy đó. Đức Phật thừa nhận đúng như vậy, đúng như vậy. Ở đây thì Đức Phật mới nói thêm, đây là Đức Phật ngài nói cho thấy rõ cái công đức của người tu Bát Nhã. Đức Phật nói rằng nếu có một người nào hay là vị Bồ Tát nào đối với cái nghĩa xứ tương ưng Bát Nhã mà suy xét kỹ càng tu hành, nói rằng nay ta nên như là giải Bát Nhã mà trụ, như là giải cái Bát Nhã mà học, thì nếu được như vậy đó, tương ưng những cái tương ưng nghĩa xứ của Bát Nhã, rồi như Bát Nhã dạy mà trụ, như Bát Nhã dạy mà học, cái bằng siêng năng tu hành tinh tấn như vậy, thì người đó sẽ được cái công đức vô lượng vô biên. Thì cái thí dụ ở trong đây nghe nó hơi phàm tục quá. Bây giờ cũng cái thí dụ đó, đây là bởi vì Phật muốn dùng cái thí dụ phàm, lần lần tới những cái thí dụ thánh để cho mình biết từ phàm chí thánh. Giờ thầy thí dụ như giờ trong chúng đây có hôm nào đó trụ trì hoặc là tri sự sai một người chúng đi mua một cái gì hay đi làm một cái gì mà hẹn đúng cái ngày đó phải về, mà đúng ngày đó không về thì ở nhà những người trong có khởi bao nhiêu cái lo nghĩ. Nếu trong một ngày một đêm thì khởi bao nhiêu lần lo nghĩ. Lát nghĩ người đó tại sao không về, mắc cái này mắc cái kia, cứ nghĩ tưởng lung tung, phải không? Bao nhiêu thứ nghĩ tưởng. Thì như vậy cái khi mà người ta có một sự trông đợi thì cái tâm nghĩ tưởng nó dấy lên liên miên. Thì như vậy một ngày một đêm mà trông đợi thì Phật muốn nói cái nghi tế là nói cái trông đợi của người nam người nữ. Còn ở đây thì nếu cái trông đợi của người bình thường thì một ngày một đêm cái trông đợi đó chừng mấy trăm cái niệm khởi, không biết mấy trăm mấy ngàn niệm khởi. Bởi vậy cho nên nói đó là niệm khởi rất nhiều. Ngài thực hiện xác nhận đó là cái niệm khởi rất nhiều. Thì để Phật kết luận lại, nếu Bồ Tát mà y Bát Nhã suy xét kỹ càng tinh tấn tu học cho đến một ngày thôi, ở đây chỉ hạn chế có một ngày sẽ siêu việt kiếp số sanh tử lưu chuyển cùng đồng số niệm khởi dục của người tham dục kia chờ đợi người đạt một ngày một đêm. Thì cái người kia họ một ngày một đêm mà chả không biết trăm ngàn muôn ức cái niệm, mà ở đây mình chỉ tu Bát Nhã đúng như vậy một ngày thôi đã siêu diệt cái kiến số sanh tử, nó nhiều không biết bao nhiêu là kể. Rồi tụi con tin nổi không? Một ngày thôi, bây giờ một ngày tụi con thấy đi xin một ngày dễ hay có. Nếu mà một ngày mà tu được như vậy thì chắc không khó lắm đâu, phải không? Thí sinh một ngày dễ ở cả. Nghe là một ngày liều chết một ngày thì cứ dùng Bát Nhã mà quán chiếu từ sáng tới chiều, thì một trong một ngày đó đó là mình đã siêu diệt cái kiến số, siêu diệt sanh tử lưu chuyển, cái kiến số nó vô lượng vô biên, phải không? Vô số. Thì như vậy tao thử bữa nào mấy đứa tu một ngày thì có 12 tiếng thôi. 12 tiếng là giả sử ở đó, nó xin nó tri sự cho con một ngày con làm một việc đó. Nghĩa là một ngày đó không có niệm thứ hai chen vô, chỉ là Bát Nhã không từ sớm tới chiều. Thì đã siêu vượt cái ký số như vậy đó. Đó là Đức Phật ví dụ cái dùng cái thí dụ phàm để thấy cái công dụng của Bát Nhã nó quan trọng như vậy. Đến cái thứ hai là Đức Phật mới đi lần lần tới cái gì nữa, tức là Đức Phật mới dùng cái thí dụ về tu hành.
Đây, tới cái thứ hai là Đức Phật Ngài mới nói về cái công đức bố thí. Nếu mà có cái người nào Bồ Tát Y Bát Nhã suy xét kỹ càng, tinh tấn tu học, chống chứng vô thượng Bồ Đề, thì hiện nên biết, nếu Bồ Tát Y Bát Nhã suy xét kỹ càng, siêng năng tu học, trải một ngày một đêm, nghĩa là tu học một ngày một đêm, nghĩa là siêng năng tu học đó, Y Bát Nhã là siêng năng tu học, chỉ có một ngày một đêm thôi. Một ngày một đêm được công đức hơn chư Bồ Tát Ma Tát lìa Bát Nhã, trải số kiếp như cát sông Hằng, bố thí công đức vô lượng vô biên. Nghĩa là một vị Bồ Tát, đây thầy nói ngược lại để cho dễ hiểu, một vị Bồ Tát trải qua số kiếp như cát sông Hằng mà thực hành cái công đức bố thí vô lượng vô biên, mà bố thí vô lượng vô biên trải qua cái số kiếp như cát sông Hằng thì bao nhiêu kiếp, mà công đức không bằng một người chỉ chuyên tinh tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa một ngày một đêm. Tụi con muốn không? Muốn một ngày một đêm thì cái kia nghĩa là một đời đó, một đời sánh như một ngày một đêm mà thấy đã quá dài rồi, phải không? Huống nữa là cái số kiếp nhiều như cát sông Hằng rồi, thôi không biết bao nhiêu mà tính. Còn cái Bát Nhã này thì chỉ tốn một ngày một đêm, hồi nãy đó là nói có 12 tiếng đồng hồ thì đây là 24 tiếng, phải không? 24 tiếng đồng hồ mà tu Bát Nhã, học Bát Nhã thì cái công đức nó là vô lượng vô biên. Nói như vậy thì tụi con hơi khó hiểu, nhưng bây giờ thầy thí dụ như vậy, thí dụ gần để cho hiểu xa. Thí dụ như có một đứa nào tụng một biến hoặc ba biến Bát Nhã, thì tụng ba biến Bát Nhã đó mà mình thâm nhập rõ ràng, thấy năm quyển đều không, thấy các pháp như quyển hết, mình tụng mình thâm như vậy, thì chỉ có ba biến thôi, rồi mình thâm mình hiểu thấu đáo, cho nên sau khi tụng ba biến là ra thấy người thấy này kia, ai nói chọc tới mình cũng cười, mình không giận không buồn gì hết. À, rồi còn một người phát tâm lại một dạng Phật, một đêm mà lại một dạng Phật, tức là một muôn lại, một muôn Đức Phật, nhưng mà lại một muôn Đức Phật là ra chân cẳng rã rời, tay chân mệt mỏi, ai nó động tới cái giận, thì hai cái đó tụi con thấy cái nào công đức nhiều hơn? Thì cái này nó có ba thời Bát Nhã thì nó thì giờ có nửa tiếng thôi, còn kia lại một dạng Phật thì chừng bao lâu? Suốt đêm lại một muôn lại mà ra là mãi quá, ai động tới sân. Còn cái này thì nhàn, nhưng mà thấy rõ cái lý Bát Nhã thì hai cái đó, thì cái nào nó có cái hiệu nghiệm nhiều trong đời tu hơn? Thì như vậy để thấy, đây là nói cái thí dụ nhỏ để hiểu cái xa cái lớn. Bởi vì tất cả người tu của mình á đều hơi nặng về cái hình thức nhiều hơn. Ví dụ như thấy người đó tu mà dụng cái công dụng lực nhiều, còn cái người tu mà họ dụng cái trí mà họ ít dụng lực thì người ta cho cái người dụng công dụng lực đó là tu kỹ, tu hay, phải không? Còn người mà dùng cái trí mà để thấy được thấu đáo cái lẽ thực của các pháp thì người ta thấy như tu ít. Ví dụ như bây giờ có người ngồi yên lặng quán tất cả pháp như hợp như quyển như quá, thấy rõ như vậy không có nghi ngờ, ngồi yên lặng quán thì thấy nó khỏe không? Còn có người nghĩa là lo mọi công tác nào, cất chùa nào, lập cái gì này kia kia nọ, đủ thứ sự nghiệp, chùa to Phật lớn làm vậy 5 năm 10 năm, với cái người mà ngồi quán thấy rõ các pháp như quyển như pháp thì ai công nhiều hơn ai? Bởi vì cái người kia thì nhìn thấy nào chùa to, nào Phật lớn, nào gì gì đủ hết, phải không? Nhưng mà những cái đó đó, một cơn vô thường cái nó hoại hết, phải không? Còn cái mà mình quán nó thâm ở trong trí mình đó,
thì không bao giờ nó mất. Phải không? Mà không mất cho nên cái công phu của mình nó bền bỉ, nó lâu dài. Bây giờ là một cái thí dụ khác nữa. Thí dụ như có hai người họ lớn lên cùng lứa tuổi nhau. Một người thì cố tình đi học, học cho được tới cử nhân, tới tiến sĩ. Còn người thì cố tình ra làm giàu, làm ăn, nghĩa là kỳ cỏm, mót mái, cho dành dụng. Cho tới một ngày nào đó cái sự nghiệp họ to kết xù. Khi mà được sự nghiệp kết xù rồi á, thì đối với người kia thì người kia đâu có gì, phải không? Nếu có là có cái mảnh giấy thôi, sắp bằng là một mảnh giấy thôi. Còn người này tiền bạc sự nghiệp quá chừng nhiều. Thì nhìn hai người đó khác nhau. Nhưng mà nếu gặp một cơn vô thường đến thì cái sự nghiệp này có thể mất. Nhưng mà cái tài học của người này mất không? Ai lấy được họ không? Đó. Sử dụng trận ăn cướp thì của nó hết rồi. Nhưng mà trận ăn cướp lại nhà của ông tiến sĩ đó, ông hết rồi không? Thì như vậy mình mới thấy cái công phu gầy dựng những cái tướng vô thường theo cái hình thức bên ngoài đó, nó không bền bằng cái gầy dựng cái tâm trí của mình. Ý sáng suốt thấy tọt cái chân lý, thì cái thấy chân lý đó nó không phải dũng công, phải cực khổ, nhưng mà cái kết quả nó bằng bao nhiêu lần. Hiểu như vậy cho nên mới thấy đây Đức Phật tán thán cái trí tuệ bát nhã. Vì cái trí tuệ bát nhã cái đó nó giúp cho mình đi tới niết bàn. Chứ còn làm việc bố thí cúng dường hay là lợi ích cho tất cả người, nhưng là phước thôi. Và phước thì hưởng có ngày khác, chứ không phải đi tới niết bàn. Đó. Thành ra niết bàn chỉ đến khi nào trí tuệ giác ngộ phá được mọi cái chấp mới đến được niết bàn. Còn mọi cái công đức bên ngoài thì chỉ được cái tướng sinh diệt, giàu có, sang trọng, sung sướng gì đó, mà đều là cái tướng sinh diệt chứ không đến niết bàn. Mà niết bàn là có sanh hay không? Mà tất cả cái phước có sanh hay không? Giàu được cái phước sanh cõi trời trường thọ cũng rồi, hết cái tuổi thọ đó cũng chết, phải không? Cũng nằm trong cái sanh diệt. Bởi vậy cho nên ở đây Phật muốn dùng nhiều cái thí dụ để cho chúng ta thấy cái công phu tu bát nhã với cái công phu tu mà lìa bát nhã, phải không? Tu có bát nhã thì nó khác, nó kết quả khác. Với công phu tu lìa bát nhã, đó là nói về cái đoạn trước. Giờ tới cái đoạn sau là Đức Phật nói tới công đức bố thí cũng vừa. Nếu mà có cái người biết tu về bát nhã, y bát nhã mà siêng năng tu học chỉ một ngày một đêm á, còn công đức còn hơn những người lìa bát nhã giác là Bồ Tát cho tới Phật, công đức bố thí vô lượng vô biên, tức là cúng dường bố thí vô lượng vô biên đó không bằng công đức của người y bát nhã ba la mật đa mà tu mà học. Thì tại sao vậy? Mình bây giờ mà ai nói rằng ra đời gặp Phật được cúng dường chính Đức Phật thì người đã phước nhiều ít. Mà mình ở đây, đây thì Phật kể, chẳng những cúng dường Phật mà cúng dường các vị thanh văn, các vị Bồ Tát, rồi cúng dường luôn cả Phật nữa, mà trải suốt kiếp như sông Hằng, mà không bằng cái người chỉ một ngày một đêm tu trọn vẹn bát nhã. Thì như vậy tụi con có cần lại Phật để cho kết cái duyên đời nào đó ra đời gặp Phật để mình cúng dường mình tu hay không? Hay là mình chỉ lại Phật để mình nỗ lực mình tu bát nhã một ngày một đêm? Mình tu bát nhã một ngày một đêm còn hơn gặp Phật cúng dường nữa kia mà cúng dường nhiều kiếp như số các sông Hằng. Thì như vậy cái nào hơn? Mà cái nào bây giờ mình có thể làm được? Mình làm được mà lại hơn nữa, phải không? Như vậy mà không làm thì quá uổng đi, phải không? Cái làm được nhiều công đức hơn nữa mà không chịu làm thì rất là uổng. Đó là nói về cúng dường từ thanh văn duyên giác Bồ Tát tới Phật. Bây giờ tới cái thứ hai, thứ kế đó nữa. Nói giả sử cái người mà y nơi bát nhã tu lục
độ, tức là lục ba la mật. Và một người lìa vác nhã mà tu lục ba la mật, cái thời gian của người y vác nhã tu lục ba la mật chỉ một ngày một đêm. Một người lìa vác nhã tu lục ba la mật trải như số kiếp sông Hằng, mà ai công đức nhiều hơn? Người y vác nhã công đức được nhiều hơn đó. Thì quý vị mới thấy, nghĩa là y vác nhã mà tu lục độ thì chỉ cần một ngày một đêm, công đức còn nhiều hơn cái người lìa vác nhã tu lục độ số kiếp như sông Hằng, cát sông Hằng. Thì đó là Đức Phật nói cho thấy rõ, kể cả pháp lục độ cùng tu như nhau mà chỉ một bên phù hợp với vác nhã, một bên không phù hợp vác nhã, thì cái kết quả đã sai biệt như vậy. Rồi tới một đoạn kế nữa thì Phật nói, giả sử có vị Bồ Tát y theo vác nhã mà trụ, rồi chỉ trong một ngày một đêm lấy cái pháp vi diệu bố thí cho các hữu tình, còn hơn là những cái vị Bồ Tát ở trong cái số đại kiếp như các sông Hằng lấy pháp vi diệu bố thí hữu tình. Nghĩa là cùng đem cái pháp vi diệu bố thí cho hữu tình, mà một bên y vác nhã, một bên lìa vác nhã, thì bên y vác nhã thì chỉ một ngày một đêm mà công đức còn hơn bên kia trải cái số kiếp như các sông Hằng. Đó là cùng một pháp mà một bên lìa vác nhã và một bên y theo vác nhã. Đến cái thứ kế nữa là y vác nhã trụ mà tu 37 phẩm trợ đạo chỉ một ngày một đêm, lìa vác nhã mà tu 37 phẩm trợ đạo trải số kiếp như cát sông Hằng. Thì cái lìa vác nhã trải số kiếp như cát sông Hằng tu 37 phẩm trợ đạo công đức không bằng y vác nhã tu 37 phẩm trợ đạo một ngày một đêm, phải không? Thì như vậy, đó là một cách đối chiếu từ cái phàm tục thế gian lần lần đến các cái pháp xuất thế, để cho chúng ta thấy, nghĩa là cái bát nhã là cái công đức vô lượng vô biên, nè, công đức không thể bì, không thể sánh được. Mà khi xưa giảng, khi giảng bát nhã, Kim Cang bát nhã, thầy có thí dụ. Một cái thí dụ này thì tất cả chúng nghe có thể dễ nhớ, dễ hiểu. Thí dụ như mỗi sáng khi mặt trời lên, rồi ngoài vườn những lá cây còn đọng mấy cái hạt sương, rồi cái mỗi khi mà gió sau cái lá cây nó xoay lại chiều mặt trời, cái mình thấy sao? Nó chiếu sáng lóng lánh như hạt kim cương, phải không? Rồi có người đã thấy chiếu sáng lóng lánh như hạt kim cương, người lấy cái thùng đi hốt hạt này hạt kia, và giả sử họ hốt đầy cả một thùng phi thì bao nhiêu hộp? Rồi cái họ đem lại xin đổi một người có hộp kim cương bằng ngón tay thôi, thì cái người có hộp kim cương thiệt bằng ngón tay, họ có thể in đổi với một thùng hạt kim cương bằng bọt nước, bằng xương đó không? Như thế bao nhiêu không có chịu đổi. Rồi như vậy để thấy rằng tất cả cái công đức chân thật dù một chút xíu còn hơn cái công đức sinh diệt vô lượng vô biên, phải không? Đó, nói như vậy đó. Bởi vì công đức bát nhã là đưa mình tới cái chỗ chân như niết bàn, còn bao nhiêu công đức kia mà nếu mình lìa bát nhã thì chỉ có phước rồi hưởng, hoặc là rồi xin những nơi nào tốt đẹp thôi, chứ không có thể đi tới chân như đến niết bàn. Bởi vậy cho nên mà đến chân như niết bàn gọi là công đức thật, còn không đến đó là công đức sinh diệt. Đem cái sinh diệt giàu nhiều mấy cũng không thể đổi được cái sinh diệt này. Hiểu như vậy mới thấy những cái thí dụ này nó có lý. Không hiểu vậy thì mình cứ nói sao hơi quá đáng, chuyện này dễ quá, một ngày một đêm làm được, phải không? Đâu có gì khó. Mình tưởng là 10 năm, 20 năm thì là không nổi, chứ từ một ngày rồi thêm một ngày một đêm, chuyện dễ quá. Ngày có thể tụi con thế nào hy sinh một ngày một đêm cũng được, mà thầy cho một tháng lận mà, phải không? Đó, như vậy thì mỗi một năm đứa nào ít nhất cũng có một tháng để làm việc này, thì thôi công đức cho tụi con lấy đâu mà lường cho hết, phải không?
Đó, chứ đâu phải không cho. Nó là rõ ràng là thầy hy sinh, đại chúng hy sinh cho tụi con. Mỗi người nào trong cũng có được một tháng, hoặc là hai tháng, hoặc là ba tháng, làm chuyên lòng, không cho làm cái gì khác hết. Phải không? Như vậy thì tụi con nếu làm đúng như vậy thì thôi, biết bao nhiêu cũng biết. Đại Phật nói ít nhất là một ngày, nhiều nữa là một ngày một đêm thôi, chưa có nói nhiều. Vậy mà sánh ra công đức không thể tính kể hết. Hơn nữa là một tháng tròn mà làm vậy thì thôi, tính đâu cho hết. Phải không? Như vậy thì ai mà được một tháng rảnh đó là nói cái tháng đó tụi con đánh giá thì bao nhiêu, ước chừng bao nhiêu đổi được. Như vậy là nên ráng. Khi một ngày một đêm mà công đức còn như vậy, hướng nữa là một tháng trời thì thôi, không thể nào tính lượng nổi hết. Phải không? Hiểu vậy mới thấy ở đây là dành cho tụi con được rất nhiều cái ưu đãi đó, phải không? Rất nhiều cái ưu đãi để làm cái chuyện mà không thể nào bì được đó. Thì ráng đi, trong cái thời gian đó ứng dụng tương ưng với Bát Nhã nha. Nhất là tu cái gì cũng phải tương ưng với Bát Nhã trọn vẹn để rồi để công đức nó đầy đủ. Vậy thì ai đang và ai sẽ đều chuẩn bị. Đừng có bỏ sót. Cái đó là cái công đức hy hữu mà. Rồi kế đây thì tức là từ cái chỗ mà tu 37 phẩm trợ đạo đó tới đoạn dưới, từ đó trở xuống thì qua cái khác, cái khác nhưng mà cũng cùng một cái ý nghĩa, một ngày một đêm đó, nhưng mà việc làm nó khác, là việc làm này có tính cách hồi hướng. Nếu Bồ Tát Y Bát Nhã mà trụ trải một ngày một đêm tu hành các thứ tài thí pháp thí, trụ Bát Nhã rồi một ngày một đêm tu pháp thí tài thí, ở chỗ vắng vẻ buộc tâm suy xét, ở chỗ vắng vẻ tới nhập thất đó, thấy không? Buộc tâm suy xét như vậy đó. Rồi cái là những cái công đức tu hành, những phước nghiệp của mình đều hồi hướng, bình đẳng hồi hướng cho vô thượng giới đẳng Bồ Đề, thì cái công đức của người đó chỉ một ngày một đêm đó còn hơn công đức của những vị Bồ Tát lìa Bát Nhã trải số đại kiếp như các sông Hằng tu hành các thứ tài thí pháp thí ở chỗ vắng vẻ suy nghĩ, trước tu hành các cái phước nghiệp và cùng các hữu tình bình đẳng đồng có hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, công đức vô lượng vô biên. Nói như vậy thì nói ngược trở lại cho dễ hiểu, nói rằng có một người trụ Bát Nhã tu tài thí pháp thí chỉ một ngày một đêm, rồi đó cộng thêm ngồi mới suy gẫm lại cái công đức của mình từ thuở bé tới giờ làm những điều thiện đó, tất cả công đức hồi hướng cho chúng hữu tình đồng có và đi tới vô thượng cái đẳng Bồ Đề. Người hồi hướng như vậy thì như vậy thì tu Bát Nhã, rồi tu trụ Bát Nhã, tu tài thí pháp thí và hồi hướng công đức của mình vô thượng Bồ Đề cho tất cả chúng sanh cùng với mình đó. Còn một người khác lìa Bát Nhã đó, trước là trụ Bát Nhã, lìa Bát Nhã thì cũng tu tài thí pháp thí, rồi cũng nguyện tất cả công đức của mình hồi hướng cho chúng sanh bình đẳng đồng có để đi đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mà trải số kiếp nhiều như cát sông Hằng, không bằng cái này một ngày một đêm. Phải không? Đó là thấy cái công đức hồi hướng như vậy thì mới biết rằng cái công đức hồi hướng của người trụ Bát Nhã nó hơn là bao nhiêu. Đó là trường hợp thứ nhất. Bây giờ trường hợp thứ hai, hồi nãy là lấy công đức của mình hồi hướng, bây giờ trường hợp thứ hai là lấy công đức của ai hồi hướng? Cái này nữa không phân tích thì tụi con đọc cũng không hiểu gì. Là nói rằng Bồ Tát Y Bát Nhã trụ trải một ngày một đêm khắp duyên ba đời chư Phật Thế Tôn và các đệ tử, có những công đức thiện căn hòa hợp xứng lượng hiện tiền tùy hỷ, cùng các hữu tình bình đẳng đồng có hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
Nghĩa là nói rằng những vị Bồ Tát này trụ Bát Nhã rồi ôm hết cái công đức của ba đời chư Phật. À, ba đời chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, và chẳng những ba đời chư Phật thôi mà đệ tử các ngài của ba đời chư Phật nữa. Những đệ tử làm bao nhiêu công đức, Phật có bao nhiêu công đức, đệ tử có bao nhiêu công đức, mình đều bình đẳng hồi hướng về cho tất cả chúng sanh đồng chứng vô thượng Bồ Đề. Mà mình ngồi mình xét gẫm vậy đó, thì cái công đức đó chỉ là một ngày một đêm thôi, bằng những vị Bồ Tát lìa Bát Nhã rồi cũng y công đức ba đời chư Phật và đệ tử của Phật trải xuống kiếp như sông Hàn, mà số cát sông Hàn mà tu mà hồi hướng thì công đức của người kia cũng hơn. Đó là cái hồi hướng. Bởi vì trong kinh hay thường nói, nên là mình phải phát cái tâm hồi hướng cái công đức của chư Phật mình từ đời trước, đời hiện tại, đời sau, mình gọi là tùy hỷ đó. Phát tâm tùy hỷ công đức của Phật, của đệ tử Phật, rồi đem cái công đức tùy hỷ đó hồi hướng, phải không? Còn ở trên là đem công đức mình hồi hướng, ở dưới này là công đức tùy hỷ ba đời chư Phật và đệ tử Phật để hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng có. Thì như vậy, nếu cái công đức tùy hỷ đó mà cộng với Bát Nhã thì chỉ một ngày một đêm hơn những người lìa Bát Nhã mà trải cái số kiếp như các sông Hàn. Đó là hai trường hợp đó. Như vậy thì tóm lại đoạn này là để nói lên cái công đức của Bát Nhã. Nếu ai biết ứng dụng Bát Nhã mà tu, dù tu một pháp nào, công đức cũng nhiều hơn những người lìa Bát Nhã mà tu vô lượng vô biên không thể tính kể. Tiếp diệu. Sau khi Đức Phật đã nói công đức vô lượng vô biên của Bồ Tát ấy, tu Bát Nhã rồi, thì ở đây Ngài Thiện Hiện Ngài mới bẻ lại. Ngài nói rằng Phật đã từng nói các hạnh đều do phân biệt mà có, từ vọng tưởng sanh trọn không thể có. Các hạnh đều do phân biệt mà có, từ vọng tưởng sanh trọn không thể có. Thì các hạnh do phân biệt có, rồi phân biệt đó là vọng tưởng, vọng tưởng mới sanh phân biệt. Thì như vậy cái có đó là không thật có. Mà đã là không thật có, tại sao Phật nói công đức vô lượng vô biên? Phải không? Nếu nói công đức vô lượng vô biên là có rồi. Đó, Ngài vẽ cái lý đó. Thì đây Phật mới giải thích. Đúng thế như là ông nói. Xong, chư Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng nói các hạnh do phân biệt mà có, không chẳng thực có, hư vọng không thật. Vì sao? Vì chư Bồ Tát này khéo học nội không cho đến vô tánh tự tánh không, đã quán sát các hạnh thải đều do phân biệt mà có, không chẳng thực có, hư vọng không thật. Cái đoạn này thì nói Phật nhận cái lời của Ngài Tu Bồ Đề nói là đúng, nhưng mà Bồ Tát khi tu các ngài cũng thấy rõ như vậy. Nó là các hạnh là do phân biệt mà sanh, nó không có thực có, nó là hư vọng không thật. Tại sao các ngài thấy như vậy? Vì các ngài đã khéo học nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Chỉ cho đến là còn cái gì nữa? Các ngài học nội không, các ngài học ngoại không, các ngài học nội ngoại không, cho đến các ngài học vô tánh không, rồi ở vô tánh các ngài học tự tánh không. À, thì như vậy nói nội không là sao? Nội không là chỉ ở trong thân. Đối với trong thân này, các ngài thấy rõ nó là tướng duyên họ không có cố định, cho nên nói nội không. Ngoại không là thấy các pháp bên ngoài, sáu tầng bên ngoài, nó là tướng duyên họ hư dối, không cố định, cho nên nói là ngoại không. Rồi chung cả nội và ngoại, tức là thân này và các pháp bên ngoài,
đều là thấy duyên hợp, không có tự tính, cho nên nói nội ngoại không. Rồi đến nói rằng vô tánh, tức là các pháp gì không có cố định, cho nên nói là vô tánh. Tự tánh không, tức là các pháp đã là vô tánh thì nó đã không cố định. Bởi không cố định cho nên nói rằng tánh không, tự tánh không, tức là cái tánh của nó là không, nó không có cái cố định. Thì đã quán như vậy cho nên các ngài biết các pháp, các hạnh đều do phân biệt mà có, không không thực có, hư vọng không thật. Thấy như vậy rồi, Bồ Tát này như như quán sát các hạnh đều do phân biệt mà có, không chẳng thực có, hư vọng không thật. Như thế bèn không lìa vắt nhã ba la mật đa, như như không lìa vắt nhã ba la mật đa, như thế được công đức vô lượng vô biên. Đọc đoạn này dễ hiểu không? Đọc coi như đọc thần chú vậy, phải không? À, đây nói rằng Bồ Tát này như như quán sát các hạnh đều do phân biệt mà có, không chẳng thực có, hư vọng phân biệt. Tại sao nó như như? Như như thì đâu có quán, mà quán thì đâu có như như, phải không? Mà ở đây nó như 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 quán. Bởi vì hồi nãy nói các pháp khi mà mình thấy rõ nó là không, không có tự tính, là đi tới cái chỗ như như đó. Bởi vậy cho nên khi quán các hạnh đều căn cứ trên cái lập trường chân như đó mà quán. Mà căn cứ trên lập trường chân như á, thì biết rõ ràng các pháp, các hạnh mà hiện có đây á, đều do phân biệt mà có. Nó không, nó chẳng có thực, nó là hư vọng phân biệt. Chứ nếu trên cái chỗ chân như thì nó không có các pháp đó, phải không? Đó. Bởi vậy mới nói là như thế bèn không lìa vắt nhã ba la mật đa. Như vậy đó, thì khi mà quán cái thế đó rồi thì trong lúc quán đó là không có lìa vắt nhã, căn cứ trên cái thể chân như thì không lìa vắt nhã. Rồi như như không lìa vắt nhã ba la mật đa, như thế được công đức vô lượng vô biên. À, khi mà mình như như không lìa vắt nhã thì được như vậy đó mới gọi là công đức vô lượng vô biên. À, trường hợp đó mới gọi là công đức vô lượng vô biên. Thì đây ngài Thiện Hiện liền hỏi về cái vô lượng vô biên là nghĩa là sao, có cái sai biệt gì. Thì Đức Phật ngài trả lời, vô lượng là ở chỗ đó hoàn toàn không đo, không còn đo lường được. Đó, mình nói tại sao nó vô lượng, vì cái đó không thể đo lường được cho nên nó vô lượng. Chứ lượng là lượng, lượng là đo lường. Tại sao nó vô biên? Vô biên là trong đó đếm không thể hết, tức là cái số đếm không hết cho nên nó vô biên. Ví dụ bây giờ tụi con có một cái gì đó nó nhiều quá, biết tụi con đếm nó bao nhiêu, tụi con đếm không được, tụi con nói nó sao? Vô biên, vô số, thấy không? Thì cái mà không thể đếm được lại là vô biên và vô số đó. Chữ vô đó không nghĩa là không, mà nó quá nhiều, nó quá nhiều không thể đếm hết được. Như vậy cái chỗ mà không thể lường, không thể đếm, cái chỗ đó gọi là vô lượng, vô biên. Ngài hỏi thêm, vả lại có nhân duyên gì sắc nói vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng nói vô lượng vô biên? Có cái nhân duyên gì mà năm uẩn lại nói là vô lượng vô biên? Phật nói có nhân duyên nên sắc nó vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức nó vô lượng vô biên. Thì ổng hỏi do nhân duyên gì nên sắc cũng nói vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng nói vô lượng vô biên. Phật chỉ trả lời vì sắc tánh không nên nói vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức tánh không nên nói vô lượng vô biên. Đó. Tụi con thấy nói đi nói lại thì cũng trở về cái tánh không đó, phải không? Mà đã là không có cố định, sắc không có cố định thì cái sắc đó mình nói nó là bao nhiêu, nó cái cân lượng nó thế nào và cái số nó bao nhiêu được không? Mình nói cố định thì mới tính nó là bao nhiêu được. Mà đã là không cố định thì làm sao nói nó là bao nhiêu? Bởi vậy cho nên khi nói sắc tánh không, tức là cái tính của sắc, hay là cái sắc nó không có cố định. Bởi không cố định cho nên căn cứ đó mà nói vô lượng vô biên.
Thì ngài hỏi thêm, chỉ sắc thọ tưởng hành thức là không thể, là không hay tất cả các pháp chỉ là không, đó là phết ngay chỗ đó, hay tất cả pháp cũng đều không? Phật trả lời, tôi trước đâu không nói tất cả pháp đều không. Giờ ổng hỏi thêm, Phật tuy thường nói các pháp đều không, mà các hữu tình không thể thấy biết giác, nên nay con lại hỏi. Thì mình thấy cái lời hỏi của ngài Thiện Hiện, nó hỏi là vì ngài hay vì mình? Nghe tuy Phật nói vậy mà tại vì chúng hữu tình họ không thấy, họ không biết, họ không giác, nên con phải hỏi nữa. Thì khi đó Phật nói, chẳng những sắc thọ tưởng hành thức là không, mà tất và ta nói tất cả pháp cũng phải đều không. Đó. Như vậy là trả lời xong cái đoạn này. Đọc tiếp chưa? Hết một phẩm ha. Đầu tiên ngài Thiện Hiện hỏi, vô lượng vô biên là tăng ngữ cái gì? Cái chữ tăng ngữ tụi con nên biết cho rõ, tức là cái lời nói làm thêm cho cái gì, chữ tăng là thêm, thêm cho cái gì. Ở đây Đức Phật trả lời, vô lượng vô biên là tăng ngữ cho không, vô tướng vô nguyện. Nghĩa là nếu nói không, nếu nói vô tướng, nếu nói vô nguyện thì nghe nó không có nhiều, phải không? Nó không có quan trọng. Còn nếu mà nói vô lượng vô biên thì nghe nó quan trọng. Thì như vậy cái vô lượng vô biên là làm cho quan trọng thêm cho cái nghĩa không, nghĩa vô tướng, nghĩa vô nguyện. Vì vậy mình nói tăng ngữ cho vô tướng, không vô tướng vô nguyện. Ngài hỏi thêm, vô lượng vô biên chỉ là không, vô tướng vô nguyện hay là có nghĩa nào khác? Như vậy thì cái vô lượng vô biên nó chỉ là tăng ngữ cho cái hạn chế của không, vô tướng vô nguyện, hay còn cho các nghĩa khác nữa? Thì Phật mới trả lời, ý ông nghĩ sao? Ta đâu không nói tất cả pháp môn phải đều là không. Nếu tất cả pháp môn phải đều là không thì vô lượng vô biên cũng là nói tất cả pháp môn. Ở đây giải thích thêm, không ngài mới nói thêm, Như Lai thường nói tất cả pháp môn thải đều là không. Bây giờ Phật mới giải, không tức là vô tận, không tức là vô lượng, không tức là vô biên, không tức là các nghĩa khác. Sao kỳ vậy? Không là vô lượng mình hiểu rồi, vô tận mình hiểu rồi, phải không? Vô lượng hiểu rồi, vô biên hiểu rồi, mà tại sao không tức là nghĩa tất cả nghĩa khác, tức là các nghĩa khác, mà các nghĩa khác thì đâu gọi là không? Nghĩa là đây muốn nói nghĩa khác, các nghĩa khác là chỉ cho các pháp khác, các pháp khác thì cũng đều là cái nghĩa không hết. Dù cho cái nào cũng là không. Thế nên Thiện Hiện, tất cả pháp môn tuy có nói các thứ ngôn thuyết sai biệt mà nghĩa không khác. Tuy nói cái tên nó có sai biệt mà cái nghĩa nó thì không có khác. Như vậy thì nói vô lượng vô biên thì nó cũng nằm ở trong cái không. Thiện Hiện nên biết các pháp về lý không đều không thể nói. Tại sao các pháp về lý không không thể nói? Sao mấy đứa có thể cho thầy cái thí dụ đi? Tại sao các pháp về lý không không thể nói? Như hồi nãy thí dụ đó, cái đồng hồ, nếu mà đứng về cái tướng duyên hợp hư dối, thấy cái tướng duyên hợp hư dối á, thì cái tướng duyên hợp hư dối đó mình nói là cái gì? Nhìn đồng hồ cũng là tướng duyên hợp hư dối, nhìn cái nhà cũng tướng duyên hợp hư dối, nhìn tất cả sự vật cũng là tướng duyên hợp hư dối, thì mình nói nó là sao? Có gì để nói, phải không? Còn bây giờ sở dĩ mình nói được là nói đây là đồng hồ, đây là chai dầu, đây là cái giếc, là mình nhìn trên giả danh giả tướng mà nói. Chứ còn trên cái lý thật của nó nói gì được? Thì nó không có cái tên khác, không có cái tướng khác. Mình có tên là căn cứ trên tướng, phải không? Mà tướng là tướng giả,
mà bởi tướng giả cho nên lập cái tên giả, phải không? Như vậy thì từ cái tướng giả cho nên có tên giả, mà có tướng giả cái tên giả mới có nói năng. Còn nếu chỗ mà cứu kiếm đó có gì nói, nó không có tướng không tên mà sao nói. Như vậy cho nên nói cái chỗ mà cái nghĩa chân thật đó, cái thật đó, thì chỗ đó không có nói được à, không có thể nói được là vậy đó. Như Lai Phương Tiện nói đó, mà nói là nói vô tận, nói vô lượng, nói vô biên, nói là không, nói vô tướng, nói vô nguyện, nói vô tác, nói vô sanh, nói vô diệt, nói phi hữu, nói tịch tịnh, nói ly nhiễm, nói niết bàn. Các thứ nói như thế, pháp môn vô lượng mà nghĩa thật không khác, đều là Như Lai ứng chánh đẳng giác vì các hữu tình phương tiện diễn nói thôi. Cho nên mình nghe nói là chân như, nói niết bàn, nói là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó đủ thứ, phải không? Nhưng mà thật ra cái nghĩa nó không có khác. Nếu ai đạt tới cái chỗ viên mãn, không còn cái niệm sinh diệt nữa, không còn bị mọi pháp chi phối nữa, thì đó là chân như, đó là niết bàn. Mà bao nhiêu cái tên nói đều trở về ngay nơi đó, không có khác. Cho nên pháp thì có nhiều, nhưng mà cái chỗ thật nó không có nhiều. Ngài Thiện Hiện lại hỏi: Thế Tôn rất kỳ lạ, phương tiện khéo léo, thật tánh các pháp không thể tuyên thuyết, mà vì hữu tình phương tiện hiển bày. Như con hiểu nghĩa Phật nói, thật tánh các pháp đều không thể nói. À, như vậy thì con hiểu rồi, thật tánh các pháp không thể nói. Như vậy là tụi con mới thấy các ông thiền sư sao là hỏi cái là lòng thinh, lòng thinh hỏi hội con hiểu không, là sao? Vì cái chỗ đó là cái chỗ không thể nói. Mà mình nói đây là phương tiện, bởi vậy nên nói xa một chút. Như ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà cái phẩm kêu là Nhập Pháp Giới Tánh, là câu chuyện của Ngài Thiện Tài Đồng Tử, Ngài đi tham vấn. Đầu tiên là do Bồ Tát Văn Thù khuyến khích Ngài đi tham vấn Thiện Tri Thức. Mà người Thiện Tri Thức đầu tiên á là vị Tỳ Kheo gì Vân, à, Đức Vân à. Mà nói rằng ông tới cái núi đó, đó là núi đó sẽ gặp Tỳ Kheo Đức Vân là người thiện hữu tri thức dạy cho ông. Thì nói Ngài Văn Thù, Ngài Văn Thù chỉ vậy rồi thì Ngài Tỳ Kheo, Ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tuốt lên đỉnh núi đó, lên tới trên đỉnh núi đó, tên núi gì? Núi Diệu Phong đó, trong cái bài sáng mình có đó. Lên lên cái ngọn núi Diệu Phong mới tìm Tỳ Kheo Đức Vân, lên đỉnh là không thấy. Rồi cái đi xuống cái thấy cái ngọn khác đó, có Tỳ Kheo Đức Vân đứng vậy. Rồi qua đó mới thăm vậy. Thì con thấy cái là câu chuyện nó lý thú làm sao. Cái ngọn núi gọi là Diệu Phong đó là chỉ cho cái chỗ mà thật, chân thật đó, chỗ đó không có ngôn thuyết. Cho nên lên đó muốn hỏi đạo không có được, mà muốn hỏi đạo qua bên kia kìa, ngọn thứ hai, tức là cái phương tiện. Trên phương tiện mới có ngôn ngữ, còn cái chỗ cứu kính không có ngôn ngữ. Mà hiểu cái đó rồi thì đọc cái bài sáng mình, tụi con mới nhớ cái câu đó, ngọn Diệu Phong dông tự tại đó, nghĩa là ở trên cái chỗ chân thật đó. Mà chân thật đó cũng gọi là ngọn núi Diệu Phong, cũng gọi là pháp thân, nó gọi cái này cái nọ, đó là chủ yếu. Chỗ chân thật nó không có ngôn ngữ, bởi không ngôn ngữ cho nên đó, lên đó nói ở đó, mà lên đó phía không ra. Mà phải qua ngọn khác mới nói chuyện được, thì tụi con mới hiểu. Do đó cho nên các thiền sư mà khi hỏi cái câu nào mà có thánh tánh cách, hỏi thẳng cái chỗ cứu kính đó thì các ngài làm thinh, phải không? Mà làm thinh là hồi hỏi hiểu chưa? Đó là để hiểu rằng cái chỗ cứu kính là chỗ không ngôn ngữ, mà biểu các ngài nói, tức là đã bắt ngài qua cái phương tiện rồi. Hiểu vậy thì thấy thiền và giáo nó không có rời nhau, nó không có khác, nó có sẵn ở trong này hết, chứ nó không phải là các ngài lập dị, phải không? Mà tại mình không biết, rồi mình thấy tại sao mà hỏi kinh mà không chịu nói, hỏi đạo mà không chịu nói.
Bây giờ Phật mới khen ngợi nhà thiện hiện đúng như vậy, các pháp không thể nói, đều không thể nói. Vì cái sao? Vì tất cả pháp đều cứu cánh không, không có người hay tuyên thuyết nên cứu cánh không. Vì người không thiệt, mà người không thiệt thì cái nói của người đâu có thiệt, cho nên nói rằng cứu kính không. Đó, ngài thiên thiện ngài liền bẻ lại nghĩa không thể nói có tăng giảm chăng. Cái chỗ mà không thể nói, chỗ đó có tăng có giảm không? Nói hỏi câu này thì nghe cái bộ tầm thường quá ha, hỏi thì tôi không biết liền. À, tại sao ngài hỏi? Nghĩa không thể nói, không tăng không giảm. Đó thì ngài mới bẻ câu dưới nè, thành ngài hỏi câu trên để tới câu dưới. Nếu nghĩa không thể nói, không tăng không giảm, thì bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không tăng không giảm, tức là lục độ không tăng không giảm. Nếu sáu thứ Ba La Mật này cũng không tăng không giảm, thì tại sao Bồ Tát Ma Tát tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa cầu chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề hay gần vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã không tăng không giảm? Đó, nên cái câu hỏi ra đó là hỏi một cái lối xác nhận. Thành cái câu hỏi mới hỏi thì mình nghe như mình cũng biết rồi, nhưng mà chính cái đó Phật xác nhận rồi, ngài mới lập đi câu hỏi dưới để mà vẽ. Đã nói là cái chỗ cứu kính đó là không tăng không giảm, cái chỗ không thể nói được là không tăng không giảm. Đã không tăng không giảm, tại sao mà Phật nói rằng tu lục độ, phải không? Tu đầy đủ lục độ, rồi do đầy đủ lục độ rồi á thì mới cầu chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mới gần được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Mà nếu trước chưa có, chưa được, bây giờ sao mới được, là có tăng mới giảm rồi, phải không? Đó, cho nên đặt câu hỏi đó thì Đức Phật liền trả lời như thế, như thế, bố thí vân vân, sáu thứ ba la mật đều không tăng không giảm, cũng không thật có. À, thì đó là mình thấy cái lối lý luận ngang đó thì nó đơn giản rồi, đúng như cái ông bẻ rồi đó, ông nói ông hỏi vậy là đúng rồi, xong đó là qua một lẽ khác. Xong chư Bồ Tát Ma Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện khéo léo, không nghĩ thế này, bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có tăng có giảm, chỉ nghĩ thế này, vì có danh tướng gọi là bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái chỗ không tăng không giảm đó, trên cái thật lý nó thì nó không tăng không giảm rồi, nhưng mà trên cái giả tướng của nó đó, trên cái danh tướng đó thì mới có gọi là Bát Nhã, gọi là lục ba la mật. Bồ Tát Ma Tát này khi tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa tác ý đồng hành, mấy cái chữ này là thật là quan trọng, cùng y đó khởi tâm và thiện căn, cùng các hữu tình bình đẳng đồng có hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, như vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật vi diệu thẩm thâm mà khởi hồi hướng, do hồi hướng phương tiện khéo léo này thế lực tăng thượng hay chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy đoạn sau này muốn nói gì? Nó là trên thật lý thì không tăng không giảm, cái chỗ cứu kính đó là không tăng không giảm. Vì khi Bồ Tát tu cũng biết rõ trên cái lý chân thật không tăng không giảm, nhưng mà các ngài chỉ nghĩ trên cái danh tướng, trên cái danh tướng đó nó có lục độ, phải không? Bởi trên danh tướng có lục độ cho nên mới tác ý đồng hành, cùng y đó khởi tâm và thiện căn. Chữ tác ý tụi con hiểu làm sao? Tụi con hiểu tác ý theo nghĩa phàm tục. Ví dụ người ta nói cái này cái mình tác ý vào cái khác, phải không? Rồi cười, đó là cái tác ý, đó là tác ý phàm tục, phải không? Còn cái chữ tác ý này, tác ý là cái ý nó dấy động lên, cái giấy lên, giấy khởi lên đó, gọi là tác ý. Thí dụ như mình khởi cái
quán chiếu năm uẩn là không, thì cái đó cũng gọi là tác ý. À, tác ý đó nó tương ưng với bát nhã. À, còn mình khởi cái niệm thương xót chúng sanh thì cái tác ý đó tương ưng với từ bi. À, thì như vậy biết rằng trên cái thật tánh của các pháp á, thì chỗ đó không thể nói rồi, nhưng trên cái danh tướng các pháp á, thì chỗ đó mình có thể khởi tác ý tu lục độ, khởi tác ý tu các cái căn lành. À, khởi tác ý tu các căn lành rồi hồi hướng công đức đó để hướng tới vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì nhờ vậy mà được gần, được đến vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nói vậy thì mấy đứa mới hiểu là sao. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ hiểu rằng trên cái lý chân thật không có ngôn ngữ, rồi mình hiểu vậy rồi thôi, giả sử mình đi ra đường thấy đứa nhỏ nó đường đi nó dấp nó té dập mặt, ôi nó không thiệt, mặt nó mình đi đó. Là thấy một người này chửi một người kia, người kia họ kém cỏi, rồi bị chửi mà họ không dám cự, không dám gì hết, rồi mình thấy chửi giả dối có gì thôi mình cứ đi, thì vậy phải không? À, thì mình hiểu như vậy cũng là hiểu lý quá rồi, phải không? Cũng là hiểu lý. Nhưng mà nếu hiểu lý như vậy á, thì tất nhiên trở thành ra tiêu cực. À, bởi vậy nên Phật không có nói các pháp như vậy là thật, tức là tác ý nghĩ tới lục độ này kia mà cho lục độ là thật. Không phải, lục độ là giả danh giả tướng thôi, nhưng mà chúng sanh đương sống trong cái giả danh giả tướng đó, cho nên mình phải khởi cái tác ý quán chiếu vậy để thấy. Bởi vì mình hiểu lý mà mới hiểu chứ chưa phải thâm, cho nên mình cũng còn lầm cái giả danh giả tướng. Vì vậy mà mình phải hằng dùng cái tác ý tương ưng với bát nhã để mà mình thấy cho thấu đáo danh tướng nó không thiệt. Rồi khi đó mình cũng khởi cái tác ý tương ưng với từ bi thiện căn đó để mà cứu giúp chúng sanh đau khổ. Bởi cứu giúp chúng sanh đau khổ, biết cái đau khổ không thiệt, nhưng vì chúng sanh mê họ thấy là thiệt, thì mình phải giúp cho họ, cho họ hết cái khổ. Cái khổ tuy không thiệt mà mình càng giúp, càng tu, tu bát nhã và thiện căn giúp chúng sanh, hai cái đó lần lần viên mãn hồi hướng bồ đề, thì mình gần được bồ đề. Thế nếu mà mình chỉ có một bề nói lý không mà không khởi tác ý tương ưng bát nhã, không khởi tác ý tương ưng thiện căn, thì khó mà đến được bồ đề, phải không? Như vậy đó, trên cái lý thật á, mà chính cái câu này mà ngài Quý Sơn ngài nói đó, thật tế lý địa thì sao? Nó bất thọ nhất trần, nhưng mà vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Đó là như vậy, cái chỗ chân thật đó nó không có cái gì hết, nhưng mà trên cái giả danh giả tướng nó có đủ hết. Mà giả danh giả tướng đủ hết thì mình phải làm đủ hết, chứ không phải vì lẽ đó mà không làm gì, phải không? Nếu không làm gì đó là mình thuộc về kẻ chấp tướng, chấp lý mà bỏ sự. Mà nếu chấp lý bỏ sự thì không bao giờ viên mãn không hạnh. À, như vậy thì ở đây dạy mình thấu triệt được lý bát nhã, nhưng mà thấu triệt rồi có ứng dụng lục độ để cứu giúp chúng sanh hay không? À, mà nếu thấu triệt mà không có ứng dụng lục độ cứu độ chúng sanh á, thì có thành Phật được không? Tại sao? À, bởi có huệ mà không có bi, tức là có bi trí nó viên mãn thì mới thành Phật. Phật là đủ hai điều, nghĩa là huệ túc và bi túc, tức là từ bi và trí tuệ, hai cái nó đầy đủ mới thành Phật. Còn nếu mà chỉ có trí mà không có bi thì trở thành được cái trí tiêu cực, cái trí mà nói suông, không có làm gì hết. À, bởi vậy nên phải có đủ cả hai mặt,
ai tu mà nghiêng có một bên thì không được. Như vậy thì trong một tháng ở trong thất đó là tháng đó nghiêng về cái gì? À, trí. Nhưng mà xả thất ra rồi thì nghiêng về cái gì? Có cái này có cái kia nghe. Thì cho nên xả thất ra rồi thì dạng hạnh môn trung bất xả như pháp. Kêu rửa cầu thì đi rửa cầu, kêu lập nhà thì đi lập nhà, kêu đào đất thì đi đào đất, không có từ cái gì hết. Thế còn đó là ở trong đó vương mắt nhã rồi, ra kêu cái gì nó ôi giả làm chi. Kêu gì cũng ôi giả làm chi thì cái đó là chắc là học đạo mà nó sai với đạo. Hiểu vậy thì mới thấy Phật dạy chúng ta có đủ cái hai mặt, bi trí viên mãn, mà trước hết là quân trí, phải không? Trí được rồi thì mới khởi bi. Đó. Vì vậy mà ở trên mình biết thấu được lẽ thật, trên cái thật tánh thì nó không có một pháp, nhưng mà trên cái giả danh giả tướng thì nó có đủ hết. Bởi vậy cho nên giả danh giả tướng mình tùy duyên mà ứng dụng lục độ để giáo hóa chúng sanh, làm lợi ích cho hữu tình, mà nhờ đó là công đức mới viên mãn rồi mới tới chỗ thành Phật. Đó là giải thích cái đoạn trên rồi. Bây giờ ngài hỏi thêm câu nữa, sao gọi là vô thượng chánh đẳng bồ đề? Đó. Nói vô thượng chánh đẳng bồ đề tức là cái chỗ Phật quả đó, chỗ giác ngộ cứu kính đó. Thì đây Đức Phật đáp: trên như các pháp ấy gọi là vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì hiện nên biết vì trên như các pháp không tăng không giảm, chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không tăng không giảm. À, bởi vì có tăng có giảm là có sanh có diệt, không tăng không giảm thì không sanh không diệt, mà cái chỗ Phật được giác ngộ viên mãn, chỗ đó không còn sanh diệt đó, mới gọi là niết bàn, là vô sanh. Thì cái chân như cũng là cái không sanh không diệt, vì vậy mà nói chân như là vô thượng chánh đẳng không giác. Nếu Bồ Tát Ma Tát nhiều phần an trụ tác ý tương ưng chân như, như thế thì gần vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đó, nếu mà chúng ta nhiều phần như là trường hợp nào, lúc nào, lúc nào, trường hợp nào, làm mà không biết, chương trình thì dốt quá, bắt làm mà không biết. Thì khi mình ngồi thiền đó, có phải là nhiều phần tác ý với cái gì? Với chân như, tức là muốn buông niệm cho nó lặng xuống, mà lặng xuống là trở về chân như. Đó. Thì cả giờ làm cái chuyện đó không, không phải nhiều phần tương ứng tác ý tương ứng chân như là gì, phải không? Đó. Thì đó, giờ ngồi thiền đó là cái giờ buông hết mọi vọng niệm, mà vọng niệm là chạy theo giả danh giả tướng, mà buông hết cái đó tức là trở về cái thật lý bất sanh bất diệt, bất sanh bất giả. Thì đó là tác ý tương ứng chân như. Đó. Nghĩa là mình có cái nghĩ buông hết vọng niệm thì cái đó là tác ý, nhưng mà tác ý đó đi lành đi gần với chân như, nhớ như vậy đó. Thành ra cái công tác tụi con làm hàng ngày hỏi cũng không biết. Đó là dễ quá. Thì hiện như thế thì hiện nghĩa không thể nói, tuy không tăng không giảm mà không thối thất chân như. Tác ý ba la mật đa, tuy không tăng không giảm mà không thối thất vô thượng chánh đẳng bồ đề là cái sở cầu. Đó. Nghe, tuy chỗ đó không tăng không giảm mà vẫn tác ý để mà tu bát nhã, quán chiếu bát nhã, cái chỗ bồ đề, vô thượng chánh đẳng bồ đề, chỗ đó là không có thối thất, nhưng mà vẫn có nguyện tiến tới vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đó, là có sở cầu. Nếu Bồ Tát Ma Tát an trụ tác ý chân như như thế, tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, liền gần vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu mà người nào khởi cái tác ý về thích hợp với bát nhã với chân như và tu hành lục ba la mật, thì người đó là cái người sẽ đi gần đến bồ đề. Còn người nào mà chỉ nói lý suông mà không có làm cái đó thì xa chứ không có gần được. Như vậy thì chúng ta mới thấy
Bát nhã có nghĩa là nói chấp không ngơ không? Không làm gì hết không? Mà ai mà nói không làm gì hết, nói tôi học bát nhã nói không, không có cái gì thiệt hết, nên tôi không làm cái gì hết. Cái gì thiệt tôi mới làm. Đố tụi con câu nói đó đúng hay sai? Sai chỗ nào? Sai chỗ nào? Biết cái chỗ sai đó là giỏi. Không phải sai thực. Nghe đây nè, nói trên thật lý thì không có cái gì thiệt hết, mới không cái gì thiệt hết cho nên tôi không làm. Mà không làm mà bởi chỗ thiệt đâu có làm, phải không? Mà đã nói thiệt mới làm, không thiệt không làm, thì như vậy thiệt mới làm sao, phải không? Mà thiệt thì còn tác dụng gì nữa mà nói làm. Đó, làm là làm cái giả, mà nói cái thiệt mới làm thì đó là ngu ngốc, thấy không? Nói nghe thì hay mà rốt cuộc là ngu ngốc. Đó, chỗ thiệt đâu có làm, mà làm là làm cái giả thôi, giả danh giả tướng mới làm chứ, phải không? Mà đòi cái thiệt mới làm đó là ngu ngốc. Đó, phải vậy không? Nên những khi nào mà đứng về mặt lý luận thì phải thấy cho nó rõ, rõ cái nguồn gốc của nó thì mới thấy cái hay. Đạo lý rất là thâm sâu, nếu mình học mà nông nổi thì cái thâm sâu đó biến thành cái cố chấp, mà cái cố chấp trở thành bệnh hoạn rồi không đưa tới đâu hết. Vậy mà ai nói bát nhã là không, nói mấy thầy dạy bát nhã nói cái gì cũng không không hết, phải không không nên không làm gì hết. Nhưng mà ở đây làm chết mồ chết thổ. Không phải không làm. Thôi nghĩ.